Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhằm một mục đích duy nhất là duy trì chế độ. Ngày 26 tháng 4 năm 2020 trên các phương tiện truyền thông nhà nước đều đăng tải toàn văn bài một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Chủ tịch nước. Đồng thời là trưởng tiểu ban nhân sự gây sự chú ý trong dư luận trong và ngoài Đảng. Một trong những điểm cốt yếu xuyên suốt trong bài viết trên được nhấn mạnh rằng công tác cán bộ của Đảng gắn liền với chế độ. Đối với Đại hội 13 được xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt có liên quan đến sự sống còn của Đảng Cộng sản, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam qua nhiều thế hệ luôn chăn trở điều này, nhất là từ trước Đại hội 12 đến nay. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng trải lòng trong bài viết gần đây, công tác cán bộ làm không tốt thì tự ta lật đổ ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là người đứng đầu kinh tế vĩ mô đã vượt qua thời kỳ bất ổn và tăng trưởng cao trong 4 năm của nhiệm kỳ và các chỉ tiêu phát triển xã hội cũng chuyển biến tích cực. Đồng thời, cải cách thể chế theo hướng củng cố tổ chức Đảng, tập trung quyền lực và chống tham nhũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong công tác nhân sự của Đảng, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của một số bộ phận cán bộ lãnh đạo đảng viên vẫn là nguy cơ hiện hữu. Trong bài viết chỉ ra chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Một chế độ kiểm soát quyền lực theo pháp luật cần được thiết lập bền vững thay cho các cơ quan quyền lực của đảng, một hình thức tương tự kiểu quân cơ hay đô ngự sử thời chế độ phong kiến tập quyền. Một trong những nhiệm vụ của công tác nhân sự kỳ này là không để lọt vào Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 những kẻ vi phạm giấu mình chưa bị kỷ luật. Những kẻ cơ hội chính trị dưới nhiều hình thức biểu hiện là rất nặng nề. Bởi vì mới đây ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị đã cách chức nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đối với Lê Thanh Hải, nhiệm kỳ 2010-2015. Thế mà, Ông này ngày 29 tháng 6 năm 2019 khi tham luận tại hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức còn giao giảng về đạo đức cách mạng. Liệu có cơ sở lý luận và thực tế để tin rằng loại bỏ những nguyên đồng chí, lựa chọn bố trí cán bộ bằng cách tập trung cao quyền lực có thể tạo ra một thể chế bền vững? Nó có phù hợp với thực tế đang chuyển đổi nhanh trên thế giới với trong nước khi một trong những nguyên nhân sự suy thoái của cán bộ lãnh đạo xuất phát từ bản chất chế độ. Để làm tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng 13, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm từ sự bất ổn thể chế trước Đại hội của 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn thế ông còn nêu những bài học từ những năm đầu cách mạng tháng 8 và tháng 10 Nga và sự sụp đổ của Liên Xô cũ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Và cho rằng một trong nhiều nguyên nhân là lựa chọn bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất. Đây là vấn đề tranh luận tùy theo góc nhìn bối cảnh và giai đoạn lịch sử. Căn cứ thực tế của nhận định trên là do chính sách cải cách và mở cửa ở Trung Quốc từ cuối những năm 1970 và tương tự là đường lối đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986. Đảng Cộng sản đã tự điều chỉnh để lợi dụng được lòng tham, vốn là bản chất của tư bản, nghĩa là từ các nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ các nước tư bản và đổi và mới nổi ở Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc để tăng trưởng kinh tế. Chế độ toàn trị bởi Đảng Cộng sản bị cáo buộc bởi tình hình nhân quyền và dân chủ tồi tệ. Trong khi nhiều nước tư bản phát triển cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ tạo ra cải thiện về dân chủ, nhân quyền. Đã hơn 30 năm kể từ đó, các nhà nghiên cứu chính sách và chính khách vẫn gọi đó là quá trình chuyển đổi sang thị trường và nay đặt câu hỏi rằng liệu có điều gì đó thay đổi về bản chất chế độ toàn trị Quan niệm rằng cùng chung ý thức hệ cộng sản thúc đẩy Việt Nam và Trung Quốc gắn kết hơn tình hữu nghị 4 tốt 16 chữ vàng cùng với xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đã và đang không còn phù hợp với thực tế và thời đại. Trung Quốc sau một phần ba thế kỷ tăng trưởng nhanh đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ Dựa trên chủ nghĩa chủ quyền quốc gia, giấc mộng Trung Hoa đang được tăng tốc bằng các chiến lược rõ ràng, trong đó có sự bành trướng xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông đe dọa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã từng cho được hưởng lợi từ kinh nghiệm tăng trưởng kinh tế nhờ tương đồng chế độ chính trị và có lẽ nhận ra không phải như vậy cho đến khi phải trả giá đắt từ nhiều dự án lạc hậu và công nghệ kém hiệu quả về kinh tế và sự phụ thuộc sâu về nguồn cung và thị trường của Trung Quốc. Hơn thế, Việt Nam đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc. Làn sóng thoát chung vốn mang yếu tố lịch sử, tâm lý dân tộc của người Việt đang dần lớn, đang lớn dần bởi việc quân sự hóa và hành chính hóa của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc với các hàng đạo với các hòn đảo chìm ở biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam tất cả có thể thúc đẩy vấn đề cải cách thể chế kinh tế, chính trị sâu rộng hơn. Trật tự thế giới và định hướng tương lai. Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 là sự kiện lớn của thế kỷ 20, kéo theo sự sụp đổ của toàn hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Có nhiều cách nhìn nhận đánh giá về biến cố này. Giáo sư Francis Fukuyama từng tuyên bố sự cáo chung của lịch sử cho rằng theo cách tư duy của Hegel chế độ dân chủ sẽ là cuối cùng của lịch sử tiến hóa văn minh nhân loại trong những công trình gần đây ông đang giải thích cho nhận định của mình bằng hiện tượng tính chính danh của các quốc gia và các chế độ trong một thế giới đầy biến động phức tạp chính sách làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của tổng thống thứ 45 Mỹ đô la chôm báo hiệu trật tự thế giới bắt đầu thay đổi mạnh, quan hệ quốc tế đa phương hóa đang được xem xét lại và thay thế bởi chính sách song phương. Đại dịch virus vũ hán bắt đầu từ vũ hán Trung Quốc cuối năm 2019 đang hoành hành khiến cho thế giới đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kép y tế và kinh tế tồi tệ nhất từ hàng thế kỷ nay. Nhiều nhà phân tích chính trị kinh tế trên thế giới có nhận định bi quan rằng sau đại dịch này thế giới sẽ không thể quay về với trật tự cũ, một tương lai bất định đang ở phía trước. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội 13 của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai bởi vì nó liên quan đến cương lĩnh xây dựng đất nước chiến lược phát triển kinh tế xã hội và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Một cuộc cải cách thể chế chính trị có lẽ nên đặt ra trong đó việc thay đổi chiến lược phát triển đất nước, dân tộc trong bối cảnh như phân tích ở trên sẽ là nền tảng bền vững cho chế độ. Chỉ khi có chỉ khi đó việc nhân sự cho cả hệ thống chính trị sẽ mang ý nghĩa tương xứng với việc coi Đại hội 13 là dấu mốc lịch sử định hướng cho tương lai. Điểm tin thế giới sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 5 Trung Quốc dọa cắt đường cung y tế sau khi Hà Lan đổi tên về Đại sứ quán tại Đài Loan. Trước quyết định thay đổi tên của Đại sứ quán trên thực tế của Hà Lan tại Đài Loan, Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay hàng hóa và ngừng cung cấp vật tự y tế cho nước này, Hôm 28 tháng 4, Văn phòng Đầu tư và Thương mại Hà Lan đã đổi tên thành Văn phòng Hà Lan tại Đài Bắc. Trưởng đại diện của văn phòng, ông Guy Vichtich cho biết tên mới đơn giản hơn nhưng phản ánh sự mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực mới. Do vậy, các từ thương mại và đầu tư đã được bỏ đi. Trong 8 năm qua, các văn phòng đại diện của Úc, Anh, Nhật và Ba Lan cũng đã có những động thái tương tự đơn giản hóa tên của các đại sứ quán trên thực tế của họ ở Đài Loan. Phản ứng trước vụ việc đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan đã trao tuyên bố phản đối chính thức, yêu cầu chính phủ Hà Lan giải thích việc đổi tên. Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố động thái đổi tên liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và nhắc nhở Hà Lan tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc một Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời các nhà phân tích cho rằng động thái của Hà Lan nhằm khoe hoàng vinh quang quá khứ và xỉ nhục hòn đảo. Khi thông báo việc đổi tên được đưa ra đúng vào ngày 27 tháng 4, ngày của vua Hà Lan, kỷ niệm chế độ thực dân Hà Lan tại Đài Loan thế kỷ 17. Một bài, bài, một bài báo khác của Thời báo Hoàn Cầu phát hành cùng ngày đã dẫn lời nhiều nhà phân tích hơn cho rằng động thái khiêu khích này của Hà Lan mang tính phá hủy sự ổn định ở khu vực và có thể sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Bài báo sau đó cho biết cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi lập tức dừng xuất khẩu vật tư y tế sang Hà Lan, tẩy chay hàng hóa của Hà Lan và hủy các chuyến du lịch đến Hà Lan. Có người còn đăng hình nhà lãnh đạo Trịnh Thành Công Vị tướng thời Minh từng đánh bại Hà Lan tại Đài Loan và viết: "Mặc dù ông từ triều đại nhà Minh, nhưng nhiều hậu duệ của ông vẫn ở đây, ngay bên kia eo biển Đài Loan." Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục dẫn lời của ông Lý Hải Đông, giáo sư học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc nói rằng các kế hoạch của Hà Lan nhằm tăng cường mối quan hệ với Đài Loan đã can thiệp mạnh mẽ vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc làm mất ổn định khu vực và gây xáo trộn nghiêm trọng tới các nỗ lực quốc tế chống virus Vũ Hán, đồng thời đề nghị chính phủ Trung Quốc xem xét việc dừng cung cấp vật tư y tế cho Hà Lan. Ông Lý Hải Đông cũng cáo buộc đảng tiến bộ dân chủ Đài Loan DPP cuối đầu trước thế lực nước ngoài để để hiện thực hóa kế hoạch độc lập cho hòn đảo. Ông cho rằng động thái này sẽ có thể phá hủy xã hội Đài Loan và dẫn đến tổn thất lâu dài đối với hòn đảo. Việc đe dọa tình hình chỉ đình chỉ nguồn cung cấp y tế của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hà Lan đang có hơn 39.000 ca nhiễm và hơn 4.700 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán Tuy nhiên, việc đe dọa này có vẻ như sáo rỗng bởi Hà Lan gần đây đã thu hồi 600.000 khẩu trang y tế không đạt chuẩn của Trung Quốc. Nhiều nước khác cũng đã báo cáo về chất lượng tồi tệ của các thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất. KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã tham dự buổi lễ khánh thành nhà máy phân bón ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 11 tháng 4 truyền thông nhà nước Bắc Hàn mới đưa tin về sự hiện diện của ông Kim Jong-un trước công chúng. Tuy nhiên, KCNA và các hãng tin tức khác đã không đăng tải bất kỳ hình ảnh nào về sự can thiệp khánh thành của nhà máy phân bón có sự tham dự của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Truyền thông quốc tế cũng chưa thể kiểm chứng độc lập tính chính xác của thông tin mà KCNA công bố. Hơn 3 tuần qua, cộng đồng quốc tế đã dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông Kim Jong Un sau khi ông vắng mặt trong một lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh của cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Nhật Thành hôm 15 tháng 4. Ông Kim không có mặt trong sự kiện trọng đại này là bất thường vì từ khi lên cầm quyền từ năm 2011, ông chưa bao giờ bỏ qua ngày lễ quan trọng này. Trong một tuần qua, nhiều tờ báo khắp châu Á đã dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng ông Kim Jong-un có thể đã chết hoặc đang rơi vào tình trạng thực vật. Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc là những người từ đầu đã bác bỏ tin đồn chủ tịch Hàn Bắc Hàn gặp vấn đề sức khỏe. Một quan chức cao cấp của chính phủ Hàn Quốc khẳng định ông Kim vẫn sống và khỏe mạnh và ông ta vẫn đang kiểm soát toàn diện quốc gia Cộng sản Đông Bắc Á này. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington chưa thấy bất kỳ báo cáo nào về nơi lưu trú của ông Kim Jong-un. Chúng tôi chưa thấy ông ta, chúng tôi không biết bất cứ tin tức nào để công bố bây giờ. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Ông Pompeo nói trong một buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư, 29 tháng 4. Trước đó, trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, 27 tháng 4, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới rằng ông biết khá rõ về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un. Tôi không thể nói với bạn một cách chính xác. Vâng, tôi biết khá rõ tình hình, nhưng tôi không thể nói về nó bây giờ. Tôi chỉ cầu chúc ông ấy khỏe, ông Trung nói. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29 tháng 4 đã lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đàn áp người biểu tình Hồng Kông, bày tỏ quan ngại về việc sử dụng các thiết bị viễn thông hòa vi tại các cơ sở ngoại giao Mỹ ông cũng đề cập đến trách nhiệm của Trung Quốc trong dịch bệnh. Ông Pompeo cho biết Washington đang quan ngại trước các báo cáo về làn sóng bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ gần đây của nhà cầm quyền Hồng Kông. Đầu tháng này, cảnh sát đã vây bắt ít nhất 15 nhà hoạt động đối lập bao gồm ông trùm truyền thông Jimmy Lai, Chi Xin và luật sư danh tiếng Martin Lee Chu Minh. Ngoại trưởng Mỹ nhận định các hành động gần đây của Hồng Kông cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không giữ lời hứa về thỏa thuận một quốc gia hai chế độ. Bất cứ nỗ lực nào để áp đặt luật an ninh mạng và an ninh quốc gia hà khắc lên Hồng Kông sẽ không phù hợp với lời hứa của Bắc Kinh và sẽ ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ ở đó, ông Pompeo nói. Những bình luận này của Ngoại trưởng Mỹ sau bức thư hôm 28 tháng 4 của một nhóm lưỡng đảng và nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc giục ông đưa vụ bắt giữ gần đây vào bản đánh giá hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quyền tự trị của Hồng Kông. Kết quả đánh giá sẽ có ý nghĩa đối với nền kinh tế đang trong tình trạng khủng hoảng của Hồng Kông. Việc xác định mức độ tự trị của khu hành chính đặc biệt sẽ là điều kiện tiên quyết để xác định có tiếp tục hay không các điều khoản đầu tư và thương mại ưu đãi của Hoa Kỳ với hòn đảo. Ngoài vấn đề Hồng Kông, ông Pompeo cũng đề cập đến vấn đề an ninh khi sử dụng các thiết bị Hoa Vi. Ông cho biết tất cả dữ liệu di động đi vào các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ thông qua mạng 5G của Hoa Vi sẽ bị chặn. Động thái này được thực hiện theo các quy định được nêu trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia 2019. Ngay khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện những hành động chưa từng có để bảo vệ đường biên giới của chúng ta, chúng ta cũng đang bảo vệ nước Mỹ trên các biên giới mạng, ông nói. Các công ty công nghệ thông tin không đáng tin cậy sẽ không có quyền truy cập vào những hệ thống của bộ máy Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả mọi thứ để bảo đảm các dữ liệu quan trọng trên mạng an toàn khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Pompeo cho hay. Cựu giám đốc CIA đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các cam kết trong giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại được ký vào tháng 12, đồng thời đề xuất Trung Quốc hướng tới thỏa thuận giai đoạn 2 một cách công bằng và có qua có lại, ông Pompeo cảnh báo. Và việc xem xét cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tiến hành. Ngoại trưởng Mỹ cũng tiết lộ Washington đang lên kế hoạch điều tra về vai trò của Trung Quốc trước mất mát to lớn về sinh mạng của cải của công dân Mỹ. Thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến ngôn từ về nguồn gốc của virus Vũ Hán, trong khi các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng virus có thể đã thoát ra từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, các nhà ngoại giao Trung Quốc lại đưa ra giả thuyết quân đội Mỹ đã thả virus này trong thời gian Thế vận hội quân sự tại Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019. Ông Pompeo nhấn mạnh thông tin sai lệch tạo ra rủi ro và một phần chức trách của Bộ Ngoại giao là bảo vệ người Mỹ khỏi các mối đe dọa, bao gồm việc nhận biết virus lây lan từ Vũ Hán như thế nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói họ muốn trở thành đối tác của chúng ta, họ muốn minh bạch, ông nói. Nhưng Mỹ cần đối tác tin cậy trong khi đó các nhà khoa học từ Hoa Kỳ và khắp thế giới vẫn chưa tiếp cận được viện virus học Vũ Hán và các phòng thí nghiệm khác nghiên cứu các mầm bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc, ông Pompeo cho biết. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối những lời kêu gọi về sự minh bạch gần đây. Nước này đã chỉ trích đề xuất của Úc về một cuộc điều tra quốc tế độc lập về đại dịch Bắc Kinh đã miêu tả đây là thủ đoạn chính trị. Tôi đã thấy những bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đối với Úc, nước đã cả, cả gan yêu cầu một cuộc điều tra. Pompeo nói một cách mỉa mai, có ai trên thế giới này mà không muốn được một cuộc điều tra để biết việc này đã xảy ra như thế nào cơ chứ. Ông cũng đề cập đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cơ quan mà nhà cầm quyền của Trung cáo buộc có mối quan hệ quá nồng ấm với Bắc Kinh. Chúng ta không nên giả vờ rằng bởi vì một tổ chức nào đó có chữ y tế trong tên gọi thì nó được thực sự có khả năng cung cấp những thông tin mà chúng ta cần. Trước đó một trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xét vào ngày 26 tháng 4, vợ và con gái của ông Jarolab Kubera cho biết ông Kubera đã nhận được hai bức thư đe dọa từ đại sứ Trung Quốc và từ văn phòng của tổng thống xét cảnh báo ông không được đến thăm Đài Loan. Cụ thể, vợ của ông Kubera cho biết lá thư của Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu chồng bà hủy chuyến đi Đài Loan và đe dọa sẽ để các tập đoàn lớn của xét trả giá đắt nếu ông quyết định vẫn làm như vậy. Đồng thời, vào ngày 17 tháng 1, chồng bà đã được mời đến một bữa tiệc mừng Tết Nguyên đán do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức. Nhân dịp đó, Đại sứ Trung Quốc Chiên Hung Giang đã đe dọa chồng bà không được thực hiện chuyến đi tới Đài Loan. 3 ngày sau cuộc gặp gỡ đó, tức là vào ngày 20 tháng 1, ông Khu Vera đã chết trong văn phòng của mình, thọ 72 tuổi. Theo Reuters dẫn tin của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên khi CNA hôm thứ Bảy cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự khánh thành một nhà máy phân bón ở khu vực phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Đây được cho là báo cáo đầu tiên về hoạt động công khai của ông Kim Jong-un kể từ ngày 11 tháng 4. Theo KCNA, Kim đã cắt băng Khánh Thành tại buổi lễ hôm 1 tháng 5 khi những người tham dự sự kiện đã vỡ hòa trong tiếng reo hò âm ấm, ấm. Kim đã đi cùng với một số quan chức cao cấp của Triều Tiên bao gồm có em gái của ông là bà Kim Jo Jong theo KCNA. Sau báo cáo của KCNA, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông sẽ có điều gì đó để nói về Kim vào thời điểm thích hợp. Tỉnh Alberta của Canada ra mắt ứng dụng theo dõi người từng tiếp xúc với người nhiễm virus Vũ Hán. Theo Reuters, tỉnh Alberta của Canada hôm thứ Sáu 1 tháng 5 cho biết tỉnh này sẽ sớm ra mắt ứng dụng điện thoại đầu tiên của đất nước để theo dõi những người từng tiếp xúc với người nhiễm virus Vũ Hán. Trong bối cảnh nước này đang dần dần khởi động lại nền kinh tế, Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada cho biết tỉnh này cũng đang xem xét việc sử dụng ứng dụng này. Thủ tướng Justin Trudeau hôm 29 tháng 4 cho biết điều quan trọng là phải bảo phải đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu hài hòa với nhu cầu thu thập thông tin về sự lây lan của virus. Ngân hàng đầu tư châu Âu tăng cường hợp tác với WHO trong đại dịch theo Reuters. Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB hôm 1 tháng 5 cho biết ngân hàng sẽ tăng cường hợp tác với tổ chức y tế thế giới WHO trong việc chống lại đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt là ở các nước châu Phi dễ bị tổn thương. Trong khi EIB cho biết ngân hàng đang lên kế hoạch hỗ trợ 1,4 tỷ đô la để giải quyết các tác động về sức khỏe xã hội, kinh tế cho virus Vũ Hán gây ra ở châu Phi thì ngân hàng ngân hàng này không đưa ra thông tin chi tiết về việc sẽ viện trợ bao nhiêu cho về WHO. Thủ tướng Ý xin lỗi vì chậm trễ trong thanh toán phúc lợi xã hội. Reuters đưa tin thủ tướng Giuseppe Conte hôm 1 tháng 5 đã gửi lời xin lỗi tới hàng triệu người dân Ý vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ tài chính do đại dịch virus vũ hán mà chính phủ hứa từ lâu đã có và vẫn còn một số chậm trễ trong các khoản được giải ngân. Ông Conte viết trên Facebook, tôi thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi và tôi bảo đảm với mọi người rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc việc thanh toán và sự tài trợ sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể. Điểm tin về đất Vũ Hán sáng ngày 2 tháng 5 Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cho phép công ty Wellness Sense được dùng trong trường hợp khẩn cấp thuốc thử nghiệm chống virus tên là remdesivir để điều trị cho bệnh nhân virus vũ hán. Trong cuộc họp tại phòng bầu dục tòa bạch ốc với tổng thống Donald Trump, tổng giám đốc công ty Curelis Daniel gọi động thái này là bước đầu quan trọng và cho biết công ty hiến tặng một triệu lọ thuốc giúp cứu chữa bệnh nhân. Juliet cho biết thuốc này giúp cải thiện kết quả bình phục cho bệnh nhân virus Vũ Hán và cung cấp dữ liệu cho thấy thuốc có tác dụng tốt hơn khi được dùng trong giai đoạn sớm khi mới nhiễm bệnh. Phó tổng thống Mike Pence cho hay 1 triệu lọ thuốc sẽ bắt đầu được phân phối cho các bệnh viện vào thứ hai tuần tới. Nga, số ca nhiễm ngày càng tăng vọt thủ tướng bị dính virus. Nga ngày 1 tháng 5 báo cáo số ca nhiễm virus Corona trong ngày kỷ lục và một ngày sau khi Thủ tướng Miu Khai loan báo ông bị nhiễm virus Vũ Hán và tạm ngừng làm việc để hồi phục. Số ca nhiễm toàn quốc tăng 7.933 và hiện ở mức 114.431, Trung tâm đáp ứng virus Vũ Hán Nga cho biết. Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 96 nạn nhân chết về virus virus Vũ Hán và nâng tổng số tử vong tại nước này vì virus Vũ Hán lên thành 1.169 ca. Cũng trong ngày 1 tháng 5, một thành viên khác của nội các Nga, Bộ trưởng xây dựng Vladimir cũng loàn báo nhiễm virus corona và nhập viện điều trị. Một thứ trưởng trong bộ này cũng nhiễm virus Vũ Hán. Dịch coronavirus bùng phát ở Nga trễ hơn với các nước khác nhưng số ca nhiễm bắt đầu tăng mạnh từ tháng trước, hiện đã vượt quá hơn 100.000 người. Anh đạt mục tiêu đề ra là thực hiện 100.000 xét nghiệm virus vũ hán mỗi ngày. Bộ trưởng Y tế Mos Henkok loan báo vào ngày 1 tháng 5, nhấn mạnh chương trình này sẽ thiết yếu để giúp xoa dịu tình hình và tình trạng phong tỏa toàn quốc. Ông Henkok cũng cho biết số ca tử vong ở Anh tăng thêm 739 người lên thành 27.510 ca chỉ sau ý là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu. Thủ tướng Boris Johnson nói anh đã qua đỉnh dịch và hứa tuần tới sẽ đề ra kế hoạch bắt đầu trở lại sinh hoạt đời thường. Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới nhưng ghi nhận có 14 ca dương tính trở lại. Trên thế giới hơn 1 triệu ca hồi phục trong tổng số 3,3 triệu ca nhiễm. Việt Nam không có ca mắc mới nhưng 14 ca tái dương tính. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch virus Vũ Hán cho biết đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca mắc mới virus Vũ Hán nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270, trong đó có 100, trong đó có 217 ca đã khỏi và ra viện. 53 bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại 9 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 14 ca dương tính trở lại sau khi xuất viện. Về tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhân mắc virus Vũ Hán diễn biến nặng số 19, 91 và 161. Tiểu ban điều trị cho biết trong số bệnh nhân số 19, 161 điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh Hà Nội hiện đều không sốt, đang tập cài thở máy, tập phục hồi chức năng. Riêng bệnh nhân số 91 đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tình trạng ổn định không sốt mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, không tràn dịch màng phổi. Cập nhật đến chiều ngày 1 tháng 5, bệnh nhân này hiện đã tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng. Trung Quốc chỉ thêm một ca nhiễm và Hàn Quốc có thêm 6 ca. Ủy ban Y tế Quốc gia NSC của Trung Quốc sáng ngày 2 tháng 5 cho biết nước này chỉ ghi nhận thêm một ca nhiễm mới trong ngày 1 tháng 5, giảm so với 12 ca của ngày trước đó. Ca nhiễm mới này là ca nhập khẩu và không có lây nhiễm quốc nội nào. NSC cũng thông tin nước này có thêm 20 ca nhiễm không triệu chứng trong ngày 1 tháng 5, giảm so với 25 ca của ngày trước đó. Tổng số ca virus Vũ Hán ở Trung Quốc hiện là 82.875 người và số người chết vẫn là 4.633 ca theo Reuters. Trong khi đó Hàn Quốc sáng ngày 2 tháng 5 cho biết nước này có thêm 6 ca nhiễm virus Vũ Hán mới, tất cả đều là nhập khẩu, nâng tổng số người mắc virus Vũ Hán lên 10.780 người. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ một con số theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc KCDC. Cho đến nay, Hàn Quốc đã có 9.123 ca phục hồi. Dù vậy, các cơ quan y tế của Hàn Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài đến đầu tuần sau, theo John Hap. Bộ Y tế Mexico ngày 1 tháng 5 cho biết nước này có thêm 1.515 ca nhiễm virus vũ hán mới và 113 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc virus vũ hán toàn quốc lên 20.739 ca và 1.972 người qua đời vì đại dịch theo Reuters. Số người chết vì virus vũ hán tại châu Âu vượt 140.000. Theo thống kê của AFP tới 0 giờ 40 sáng ngày 2 tháng 5 giờ Việt Nam, tổng số người chết vì virus Vũ Hán tại châu Âu đã vượt qua số 140.000 người. Châu Âu hiện là châu lục bị ảnh hưởng dịch nặng nhất với 1.495.293 ca bệnh và xác định trong đó có 140.096 người đã chết trong tổng số 234.987 người chết toàn cầu. Các nước châu Âu có số người nhiễm bệnh virus Vũ Hán chết nhiều nhất gồm có Ý 28.236 người, Anh 27.510 người, Tây Ban Nha 24.284 người và Pháp là 24.594 người. Pháp ghi nhận số người chết theo ngày thấp nhất trong 5 tuần. Tín hiệu tích cực đã được ghi nhận tại Pháp khi quốc gia này chỉ có 218 người bệnh virus Vũ Hán chết trong ngày 1 tháng 5. Số người chết trong 24 giờ thấp nhất trong hơn 5 tuần qua. Chính phủ Pháp công bố lệnh phong tỏa nghiêm ngặt sẽ được nới lỏng từ 11 tháng 5 tới đây, nhưng tiến trình thực hiện lại chậm hơn tại những vùng bị ảnh hưởng dịch nặng. Cùng với Pháp, Tây Ban Nha cũng khẳng định xu hướng giảm dịch bệnh khi mà trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận 281 người chết, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch cuối tuần này, cho phép mọi người được ra ngoài tham gia các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Anh không được khả quan như vậy. Số người chết vì virus Vũ Hán theo ngày tại đây tăng thêm 739 người, nâng lên tổng số 27.510 người chết trong ngày 1 tháng 5. Chính phủ Anh trong nhiều tuần qua đối mặt với dư luận chỉ trích nhất là từ các nhân viên y tế và công tác xã hội. Gần 3.000 người trên du thuyền Đức bị cách ly. Theo hãng tin AFP thông báo từ công ty du lịch Chi của Đức ngày 1 tháng 5 cho biết gần 3.000 người gồm thủy thủ đoàn và hành khách trên một du thuyền của họ đã bị cách ly sau khi một người trên đó dương tính với virus corona. 15 thành viên trong đoàn thủy thủ của du thuyền Men Chips 3 đã được xét nghiệm sau khi có biểu hiện triệu chứng cúm nhẹ. Một người trong đó có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Theo đó, toàn bộ 2.899 người sẽ bị cách ly ngay tại tàu ở cảng Suhawen thuộc bờ biển Bắc của Đức để chờ thông báo tiếp theo. Bộ trưởng Nga nhập viện vì virus Vũ Hán Một ngày sau khi Thủ tướng Nga thông báo nhiễm virus corona Bộ trưởng Nga là Vladimir Zakusev đã nhập viện vì virus Vũ Hán. Hãng tin Interfax cho biết một thứ trưởng của ông Vladimir Zakuchev cũng đã nhiễm bệnh. Hãng tin này dẫn lời của ông Zakuchev cho biết ông đã được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Moscow điều trị. Thủ tướng Mikhail Mitsutin ngày 30 tháng 4 cho biết ông đã tự cách ly để bảo vệ đồng nghiệp. Nga hiện có 114.431 ca bệnh, mức cao thứ 8 thế giới, trong đó có 1.169 người chết. Hầu hết ở vùng Moscow và thành phố Petersburg, Ireland, gia hạn sắc lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà. Ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Ireland Leo Raka thông báo nới lỏng một số quy định nhưng sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà sẽ được áp dụng thêm 2 tuần tới ngày 18 tháng 5 để ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán hô hấp cấp lây lan và bài và trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ tướng Ireland cho biết chúng ta cần thêm 2 tuần để làm suy yếu những tác động của virus. Mọi thứ đang diễn ra hiệu quả, hãy cùng nhau cố gắng trong thời gian tới. Sau lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà được Ireland áp dụng từ ngày 28 tháng 3, theo Thủ tướng Varadkar, Ireland sẽ mở cửa lại đất nước theo từng giai đoạn, ông nói. Không may là nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ hai vẫn đang hiện hữu, do vậy chúng ta chỉ có thể chuyển sang giai đoạn mới nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh. Tới nay, Ireland ghi nhận 20.833 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 1.265 người thiệt mạng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi